Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những thông tin nổi bật vừa diễn ra sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Yên Bái tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Xuất khẩu lao động ở Phú Thọ nhu cầu tăng, cơ hội lớn. Độc đáo nghề làm đệm truyền thống dân tộc Thái tại Sơn La. Thông tin về thời tiết các tỉnh trong khu vực sẽ có ở phần cuối của chương trình. Ngay sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Lai Châu luôn được cấp ủy, chính quyền, các cấp đặc biệt quan tâm chỉ đạo bằng những việc làm thiết thực, giúp các gia đình chính sách, người có công vươn lên có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Hiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu có gần 8.014 người có công với cách mạng, trong đó có gần 300 liệt sĩ, hơn 400 thương bệnh binh, 10 mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 4 người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày, gần 300 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và gần 7.000 người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng huân huy chương. Tổng số người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng là 637 người với tổng số tiền chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng hơn 1.556.000.000 một tháng. Trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều chính sách, giải pháp đặc thù nhằm phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Hàng năm, tỉnh Yên Bái đã tuyển sinh đào tạo nghề cho trên 20.000 lao động, hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho khoảng 5.000 cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm cho 22.000 lao động, chuyển dịch 7.000 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Kết quả đào tạo nghề đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của tỉnh. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự tham gia của doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực khu vực nông nghiệp, nông thôn. Bằng nhiều giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ước tính hết năm nay, số xã đạt chuẩn và cơ bản chuẩn nông thôn mới chiếm hơn 41% tổng số xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Ước tính đến hết năm 2023, toàn tỉnh Điện Biên có 48 xã đạt chuẩn và cơ bản chuẩn nông thôn mới, tăng 4 xã so với năm 2022, chiếm 41,7% tổng số xã trên địa bàn tỉnh. Số tiêu chí bình quân đạt 14,4 tiêu chí trên một xã, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Tỉnh Điện Biên có thêm 15 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 20 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số thôn bản được công nhận là nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu là 160 thôn bản. Tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương quan tâm duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được nhằm tiến tới đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang đã phát huy tiềm năng lợi thế về đất đai để phát triển kinh tế rừng một cách bền vững hiệu quả, góp phần làm tăng tỷ lệ che phủ rừng, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Là một trong những địa phương có diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn chiếm gần 76% diện tích đất tự nhiên. Đi đôi với việc phát triển rừng, toàn huyện Quang Bình hiện có 25 cơ sở sản xuất chế biến các sản phẩm từ gỗ, đa số là sản phẩm ván bóc, phần lớn tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Năm 2023, tổng diện tích rừng trồng toàn huyện dự kiến khai thác 3.100 ha, bao gồm của cả hộ dân và công ty lâm nghiệp Cầu Hàm. Sản lượng gỗ ước đạt 15.800 mét khối, đem lại giá trị kinh tế lớn, đóng góp tỷ trọng đáng kể trong ngành nông lâm nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là giải pháp vừa tạo việc làm, thu nhập, vừa góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy quá trình dịch chuyển lao động theo hướng tích cực. Nhật Bản là thị trường thu hút nhiều lao động Việt Nam trong những năm qua. Vì sau 3 năm hợp đồng, các thực tập sinh sẽ có nhiều cơ hội chuyển sang lao động kỹ năng, được ở lại lâu dài. Lý do tôi muốn đi Nhật kiếm tiền thì vì Nhật Bản là môi trường rất là tốt và tôi muốn sang Nhật để học hỏi những kinh nghiệm làm việc bên Nhật và muốn kiếm thêm thu nhập để giúp đỡ cho gia đình.
Tôi sang đấy thì tôi hy vọng là tôi học được thêm tiếng Nhật và cách làm việc của bên Nhật. Con trai ông Tạ Quang Trung ở xã Hương Xạ, huyện Hạ Hòa, sau thời gian 3 năm học tập ở Nhật Bản, đã được đối tác đón quay trở lại để làm việc tại nhà máy của một tập đoàn lớn với thời hạn làm việc 5 năm. Mức lương khởi điểm gần 50 triệu đồng, chưa kể tăng ca. Cuộc sống của gia đình cũng từ chỗ là khó khăn, là làm nông thôn rất khó khăn trước. Nhưng mà thôi, các cháu đi làm thì về phát triển, làm nhà. Hiện nay, nhiều lao động đang hướng tới các thị trường mới, nhiều tiềm năng. Việc giữ vững các thị trường xuất khẩu lao động truyền thống và mở rộng một số thị trường khác ở châu Âu cũng được các doanh nghiệp xuất khẩu lao động chú trọng. Riêng năm 2023 này, so với cùng kỳ của năm 2022 vừa rồi, thì con số đang tăng trưởng ở mức là 40%. Và TGC vẫn đang tập trung cho những quốc gia xuất khẩu và du học chủ yếu, đó là Nhật và các nước châu Âu. Đó là những cái thị trường tiềm năng về giá trị thương mại, và quan trọng hơn, đó cũng chính là những cái sự lựa chọn đang được các bạn trẻ và phụ huynh, gia đình các bạn đó cũng đang đặt hy vọng vào những quốc gia đó. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Phú Thọ đã có gần 2.600 người đi làm việc tại nước ngoài, bằng 129,3% kế hoạch và tăng so với cùng kỳ. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa cái công tác là dự báo cái thị trường lao động, nâng cao cái chất lượng công tác là thông tin, giới thiệu về các thị trường lao động có uy tín đối với người lao động đi làm việc có thời hạn nước ngoài. Bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ thực hiện tốt, thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với việc mà quản lý các cái doanh nghiệp mà đưa người lao động đi làm việc có thời hạn nước ngoài. Đồng thời chúng tôi sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hỗ trợ về cơ chế chính sách, hỗ trợ về vốn vay, hỗ trợ về thủ tục đối với người lao động đi làm việc có thời hạn nước ngoài. Xuất khẩu lao động là cơ hội để người lao động có thu nhập cao, đồng thời được tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, rèn luyện ý thức, ý chí và tác phong làm việc công nghiệp ở các nước có nền kinh tế phát triển. Thưa quý vị và các bạn, trong kho tàng văn hóa của dân tộc Thái Yên Châu, Sơn La, có rất nhiều giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, lưu truyền đến ngày nay. Trong đó phải kể đến nghề làm đệm thổ cẩm truyền thống, không chỉ có tác dụng làm đồ sinh hoạt trong gia đình hay giá trị về thương mại dịch vụ, mà còn góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong thời đương đại. Đến bản Trường Ban 2, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ dân tộc Thái ngồi bên những ngôi nhà sàn truyền thống miệt mài, nhồi bông lau vào các hình hộp thổ cẩm được trang trí đẹp mắt để tạo thành những chiếc đệm truyền thống. Đây là một nét văn hóa đã có từ rất lâu, truyền qua nhiều thế hệ. Người già dạy cho người trẻ, người biết dạy cho người không biết. Cứ như vậy cho đến ngày nay. Về làm đệm truyền thống của người Thái mình từ đời xưa truyền lại, thì đệm thì ngoài cái sử dụng trong gia đình thì còn có làm quà tặng cho con gái để đi nhà chồng, để tặng cho nhà trai, với ông bà và người thân của bên nhà trai. Cái này cũng vẫn duy trì truyền dạy cho các con, các cháu sau này. Theo lời của những người phụ nữ Thái nơi đây, các công đoạn làm đệm rất khó và cầu kỳ. Muốn đệm đẹp và chắc, người làm phải khéo tay trong các bước thực hiện. Vỏ đệm phải dùng bằng vải nhuộm tràm hoặc vải thổ cẩm, sau đó dùng chỉ khâu 4 góc lại với nhau. Mặt đệm được khâu chia đều thành các ô vuông, sau đó mới lấy từng nắm bông nhồi vào trong từng ô để bông không còn dồn lại một chỗ. Khâu khó nhất là mình khâu ở bên trong ấy, khâu thành miếng ấy, khâu thành miếng đệm ấy thì là khó nhất. Để sản phẩm của mình đẹp ấy thì là mình phải bàn tay khéo léo của phụ nữ mình làm thì mới đẹp được. Nếu mà làm đệm ngồi thì là một buổi, nếu mà mình làm đệm nằm ấy thì là hết một ngày thì mới xong một cái đệm. Để duy trì và phát triển nghề làm đệm, xã Tú Nang đang tiếp tục vận động chị em phụ nữ cùng tham gia liên kết thành lập tổ hợp tác làm đệm truyền thống, tiến tới xây dựng thương hiệu riêng để có chỗ đứng trên thị trường, được nhiều người tiêu dùng biết đến, góp phần tôn vinh vẻ đẹp, bản sắc văn hóa truyền thống của người dân tộc Thái.
Thông tin thời tiết các tỉnh khu vực Tây Bắc đêm 18 ngày 19 tháng 12 năm 2023. Tỉnh Lào Cai nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, đêm về sáng trời rét hại, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ. Tỉnh Lai Châu có mây vài nơi, đêm về sáng trời lạnh, ngày rét hại, vùng cao rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ. Tỉnh Điện Biên, trời quang mây, đêm về sáng trời lạnh, ngày hửng nắng nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ. Tỉnh Sơn La có mây vài nơi, ngày trời nắng hanh, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ. Tỉnh Yên Bái có mây vài nơi, đêm về sáng trời rét, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 17 độ. Tỉnh Hà Giang trời nhiều mây, đêm về sáng trời lạnh, ngày có nơi có mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ. Tỉnh Tuyên Quang có mây vài nơi, đêm về sáng trời rét, ngày có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 17 độ. Tỉnh Phú Thọ nhiều mây, đêm về sáng trời rét, trưa có nắng nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 17 độ. Chương trình Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.